hôm qua thử tóc của mình vì thấy tóc mình rất là lạ. Họ khá thích thú với mái tóc của mình nha mọi người. Một bí mật vừa được một người dân ở đây tiết lộ, đây là công chúa của bộ lạc này. Trên cơ thể của chị gái thì có rất là nhiều vòng và những cái bức hình trang trí này rất là đẹp, thậm chí là xỏ khuyên tai luôn. Trên tai của chị thì bị chấm những cái lỗ. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại Phong Bùi đang có mặt tại một bộ lạc có tên là Nhân Ga Thơm, nằm ngay tại phía bờ đông của địa lục châu Phi. Và ở đây thì có rất là nhiều thổ dân mà sinh sống không tiếp xúc với nền văn minh, và bộ lạc này cũng khá đặc sắc khi mà họ cố gắng làm đau cơ thể họ bằng những cái vết thương như thế này để thể hiện cái nét đẹp của họ. Và đây là một cái bữa ăn của những đứa trẻ ở đây này. Đây, cho mọi người cùng xem nha. Đây là tóc của những đứa trẻ ở bộ lạc Nhân Ga Thơm. Hello. Đứa bé vừa mới ăn nè, đứa bé cũng vừa mới ăn nè. Đây cho mọi người xem cái son của bé này, ăn này quét nè. Những đứa trẻ ở châu Phi luôn luôn trong cảnh là đói, rất là đói. Và đây là cách mà bộ lạc này họ bảo vệ cái nơi sinh hoạt của họ. Ôi. Hello. Đây là cửa ra vào này mọi người. This way. Yes. Mỗi hàng rào sẽ là một dòng họ, họ sinh hoạt, họ sinh sống ở đó. Và theo quan niệm của bộ lạc này thì càng gây ra những cái vết thương trên da, trên cơ thể thì sẽ là thể hiện cái nét đẹp. Phụ nữ ở đây thì gần như không mặc áo. Và mình trước khi ghi hình thì mình có đề nghị là xin phép là hãy mặc áo vào để có thể ghi những cái thước phim như vậy. Hello. Semata. Mata. 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 Đây là cách phụ nữ ở bộ lạc này họ trang trí. Ôi, chải tóc. Đây là cái lược chải tóc của bộ lạc này, thì họ đang chải tóc như thế này. Tóc họ rất là mượt, rất là xanh cho lộn. Và để mình tặng cho cái chị gái này một cái gọi là dao lam. Đối với bộ lạc này thì dao lam là một cái thứ rất là cần thiết. Họ có thể cắt tóc được, có thể gây ra những cái vết thương trên cơ thể. Phần lớn là họ gây những cái vết thương cắt vào ở vùng ngực, ở vùng bụng. Những cái vùng này thì rất, có nghĩa là mình không dám cho mọi người xem. Ok. Cho mọi người xem là đây là những cách mà họ làm đẹp nè. Cắt, họ cắt lên da của họ. Wow. Đây là cách làm đẹp của người phụ nữ nè. Đây, mình lấy camera cho mọi người xem rõ hơn nha. Họ tự làm rạch những cái vết thương của họ để có thể cho thấy là đẹp. Trên cổ của phụ nữ này thì có rất là nhiều vòng. Và đối với họ là đã có gia đình rồi. Họ quấn rất là nhiều và cổ họ càng lúc càng nặng. Ui, mấy ký lận. Wow. Để mình đến thử nhân 1, 2. Ui, dày đun luôn á. Wow. Họ như không, họ khó vệ sinh cho nên là khá là bẩn nha. Nó còn bùn đất cái này nhiều lắm. Wow, quá trời nhiều luôn rồi. Không tháo được luôn. Ơi. Beautiful. Không thể tháo được. Trên tay họ thì họ có để một cái bông tai hình cây thánh giá, tức là biểu trưng cho cái đạo của họ, đó là đạo Cơ Đốc giáo. Thank you. Đây là anh à? Mata.
Manta. Rồi, đây cũng vậy, giống như cái bộ lạc cổ cao, họ để rất là nhiều vòng này. Ồ, trong này mấy lớp luôn á. Rất là nhiều. Và trên tay của họ thì cũng có những cái vết thương gạch ra như thế này để thể hiện cái nét đẹp. Trên người của họ thì cũng rất là nhiều. Bé này là thích mò da mình nè. Sao khóc rồi. Còn đây là một vài cũng rất là nhiều vòng, nhiều que. Và để có thể thể hiện cái nét đẹp mình thì ngoài để những cái này như thế này, dây đồng hồ, rồi vỏ ốc. Trên người thì có miếng da được đính kèm những cái vỏ ốc. Này là da, này là da con gì ta, không biết da con gì nhưng mà da động vật nha, họ khâu lại đó, da thật luôn á. Ở phía trước mọi người là một chị gái, do là chị không mặc áo á, theo quan niệm bộ lạc này thì họ không mặc áo, phụ nữ không mặc áo, cho nên là mình không thể nào ghi hình ở phía dưới. Trên cơ thể của chị gái thì có rất là nhiều vòng và những cái bức hình trang trí này rất là đẹp, thậm chí là xỏ khuyên tai luôn. Trên tai của chị thì bị chấm những cái lỗ và điều này minh chứng là chị gái này đã có chồng rồi. Khi mà phụ nữ có chồng thì được đục lỗ ở đây đó. Và trên cơ thể, trên vùng ngực thì có những cái vết sẹo rất là nhiều và minh chứng cho sự đẹp. Ở phía dưới thì không mặc áo cho nên mình không có thể ghi hình được cho mọi người xem nha. Còn đây là em bé nè, tóc của bé rất là xoăn. Ở đây thì người ta để trần bộ ngực rất là bình thường, cực kỳ bình thường luôn. Còn đây là những bà ngoại, ở trên khuôn mặt của ngoại thì luôn luôn có những cái đồ như thế này. Tháo. Ở trên cơ thể của họ thì những cái này thì có thể là đút vào rút ra được, mình có thể thử nha. Đây là bộ lạc Nhân Ga Thơm là một bộ lạc có số người sinh sống chỉ có khoảng 8.000 người thôi, rất ít và sống tách biệt với cuộc sống xung quanh, không điện nước, không trường học, không tiền và mọi thứ đều không có gì hết. Và cho mọi người xem cách mà họ nhét vào cái khuyên vào đây trang trí đẹp nè, mình có thể tháo ra. Ok. Vietnam. Ok. Họ tưởng mình là người Trung Quốc. Không biết là lấy ra được không nữa. Có thể lấy ra được nhưng mà mình sợ quá. Giao nhiệm vụ. Và đây là nơi ở của bộ lạc Nhân Ga Thơm. Hello. Và nơi là chứa nước nè. Ok. Chứa nước nè, rồi chứa thực phẩm nè, chứa mọi thứ nè. Và đây là nơi lưu giữ và cất những cái thứ quý hiếm, trong đó có gia súc. Rất là thấp ha mọi người. Thứ quý thì người ta sẽ để lên trên cao. Đây là những cái vật dụng quý hiếm đối với họ, được cất ở trong này. Hello. Yes. Hello. Đây là căn nhà của mọi người nè. Hello. Họ vừa là nơi ngủ, vừa là nơi nấu nướng, sinh hoạt luôn. Xây dựng rất đơn giản. Hàng rào thì cũng là những cái cây khô thôi, không thực sự là
kiên cố. Chỉ cần một cái đám cháy thôi là có thể là thiêu rụi mọi thứ. Cho nên là họ rất cẩn thận khi mà trong quá trình nấu nướng cũng như là sử dụng lửa. Lửa ở đây vẫn còn sử dụng theo cách nguyên thủy, nó là dùng đá đập lên tạo ra những cái tia lửa để có thể nấu nướng. Mọi thứ đó giờ mình chỉ tiếp xúc qua phim ảnh thôi, đúng không ạ? Và bây giờ mới chứng kiến trực tiếp như thế này, một cách rõ nét. Này hai con dê nè. Mình cho mọi người xem cái cuộc sống một buổi trưa của bộ lạc có tên là Nhân Ga Thơm. Mọi người sống rất là bình thường và nhịp sống ở đây có vẻ là hơi chậm. Thậm chí là mọi người thấy mình có một cái màu da lạ cho nên là cũng đứng dòm suốt. Họ nhìn mình với một cái mắt lạ lắm. Một bí mật vừa được một người dân ở đây tiết lộ. Đây là công chúa của bộ lạc này, được chăm sóc và được ưu đãi rất nhiều thứ ở bộ lạc này. Nãy giờ thì mình không biết cho nên bây giờ mình mới hỏi thì mới biết là đây là công chúa này. Đó, chị gái này được trang trí những cái vòng này rất là nhiều. Có cả một cái thảm bự nặng trịch ta. Nguyên cả cái vòng này thì nó nặng ước chừng là khoảng 2 kg mấy á, và khiến cho cái cổ của công chúa này dài ra hơn so với bình thường ha. Ok, you're beautiful. Ở đây thì người ta không nói được tiếng Anh cũng như là tất cả các ngôn ngữ khác, họ nói tiếng ngôn ngữ bản địa của bộ lạc này, cho nên là mình rất khó để có thể giao tiếp được nhiều thông tin hơn. Con của công chúa. Rồi, công chúa này rất xinh đẹp. Còn đây là cách mà họ cất gạo này. Vừa rồi là mới nhận được gạo viện trợ từ chính quyền. Right. 50 kg gạo. Và họ đang cất gạo. Right. Gạo. Gạo. Yes, gạo. Gạo. Yes. Gạo. Gạo. Ừ. Oh, là sao? Ok. Có thể lấy đâu được. Quá. Quá, ngậm cái ốc. Ngậm một con ốc vào miệng. Cái này là cái không phải ốc mà là cái van xe đạp á, xe máy á. Có thể kéo ra được nè. Đó. Có thể đút vào được. Đây là cái van xe ốc, van xe đạp. Những người phụ nữ làm những công việc của đàn ông. Goose. Superman. Wow. Photo. Yes, photo. Rất thích chụp ảnh. Đẹp. Đẹp. Speech Việt Nam. Đẹp. 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 Thích thú điện thoại mình lắm. Ok. Đẹp. Ok. Yes. Yes. Thank you. Đẹp. Đẹp. What's your name? What's your name? Wais. Wais. Na. 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 Ai ở dưới vành của các thiếu nữ đều có những cái lỗ như thế này nè.
À, đây nè, đỏ quá. Đó là cách họ làm đẹp á. À, các chú cái bé thì chưa có. Khi nào có gia đình thì họ sẽ khoét cái lỗ như thế này. À. À. Ồ, họ mò tóc mình nè. Họ mò thử tóc của mình vì thấy tóc mình rất là lạ. Wow. Họ khá thích thú với mái tóc của mình nha mọi người. Wow. Okay. Bây giờ thì mình sẽ cho họ một ít về cái châu lam. Photo. Whoosh. Okay, thank you. I don't know. Vietnam. No, China. No, China. No, Vietnam. You talk when bây giờ thì mình sẽ cho vô Lam mỗi người một cái như là món quà. Photo. Bây giờ thì mình sẽ cho vô Lam mỗi người một cái ha. This one. Để họ có thể cắt tóc. Đây là chế banh của mấy đứa nhỏ bộ lạc này nè mọi người. Không có banh để đá nên là lấy cái bông gòn. Nãy giờ bộ lạc này họ cứ đi theo mình suốt à. Và họ muốn là sờ thử cái mái tóc của mình. Nó có khác biệt gì so với họ hay không? Và rất là vui khi mà cái mái tóc của mình á được mọi người đón nhận và mà cảm giác rất là vui khi mà đụng được mái tóc của mình. Có lẽ là họ thấy da của mình cũng lạ lắm. Okay. Và họ thấy là tóc mình lạ. Hello. Goodbye. Bye bye. Rồi chắc có lẽ một cái trải nghiệm ngày hôm nay thì cho mọi người thấy được là cuộc sống của bà con bộ lạc này như thế nào nha. Bye bye. Bye bye. Trước khi thực hiện lời tạm biệt thì anh Degu, một người dân địa phương, sẽ tặng cho mấy đứa nhỏ một cái quà bóng. Chắc có lẽ đây là cái món quà khá là quý đối với tụi nhỏ. Tặng cho em đây một quả bóng mà mấy đứa rất là vui luôn. Không ngờ là một cái banh này nó quý lắm vậy. Một đứa nhỏ đang khát nước. Cho em muốn. Khát nước mà khóc luôn rồi.